Hello, Cindy Don thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Cindy Don. Cindy đang đứng ở bến Bình Đông. Bên phải của anh chị đó là kênh Tàu Hủ, và trước mặt chúng ta thấy có một cây cầu, đó là cầu Chà Và. Mé bên trái là về Xóm Củi. Mé bên phải là chúng ta có con đường Hải Thượng Lạng Ông Khổng Tử ở khu quận 5 Chợ Lớn. Với video clip này, Sunny cũng thực hiện theo yêu cầu. Đối với bến Bình Đông, Mề Cốc, Rạch Cát thì Sunny thực hiện ban ngày cũng rất là nhiều. Nhưng mà có một anh khán giả, đối với khu vực bến Bình Đông, Mề Cốc, Rạch Cát thì Sunny có rất là nhiều anh chị quen biết trên kênh Sunny Đòn. Họ muốn yêu cầu Sunny là quay, không quay ban ngày, chỉ quay ban đêm thôi. Và Sunny cũng rất là sẵn lòng quay thực hiện các clip này, nhân tiện mình trên đường về luôn anh chị. Bây giờ thì khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4 tây tháng 12 2021. Sunny đầu tháng, Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống. Mấy hôm nay trời buổi tối se se lạnh, rất là thích anh chị, thích lắm. Và Sunny cũng mời anh chị bắt đầu chúng ta sẽ đi trọn vẹn bến Bình Đông, Mễ Cốc, Rạch Cát về cầu Nhà Thương, chợ Rạch Cát anh chị ha. Con đường thật dài, tới đâu mà xin đi biết thì chia sẻ với anh chị. Thôi, yêu cầu thì phục vụ anh. Quan trọng là anh yêu cầu buổi tối thì mình quay buổi tối. Rồi chúng ta cùng nhau đi, và hy vọng rằng anh chị ở bến Bình Đông, Mễ Cốc, Rạch Cát hoặc là có kỷ niệm, chúng ta nhìn buổi tối ở khu vực này như thế nào nha. Rồi, anh chị đi cùng với Sunny nha. Chạy chậm chậm thôi, không được chạy nhanh. Cái này có dặn dò trước, Sunny chậm chị chậm chậm thôi, đừng chạy nhanh. Đôi khi vô ý chạy lên ga, lúc nào không biết. Buổi tối thì con đường này nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, nó chỉ có nhộn nhịp vào cuối năm thôi anh chị. Trên bến dưới thuyền đây, cầu Chà Và bán bông hoa, và có cảm giác là hàng năm thì Sunny đã theo dõi và quay video này, bến Bình Đông này cũng rất là nhiều năm rồi, 4 năm rồi. Hình như mỗi năm thì mỗi teo tóp dừng băng qua cầu Chà Và anh chị ha. Năm nay thì chắc có lẽ, anh chị cũng biết chắc có lẽ như thế nào, đại dịch mà anh chị. Người nông dân mà trồng hoa, cây cảnh mà phục vụ Tết năm nay rất là buồn. Dịch bệnh thì cứ lo dịch bệnh, buôn bán thì không biết là Tết đem lên có bán được hay không. Tại số tiền trong túi người dân thì nó cũng cạn vơi dần anh chị. Mấy trái thì chúng ta đi ra chợ Xóm Củi đó. Buổi tối thì con đường này nhẹ nhàng lắm. Sunny rất là thích đi một cái đoạn ngay chỗ chợ Bình Đông. Nó có một cái khu vực phố lầu ngay chỗ con đường Lương Văn Can, ra bến đò Nguyễn Di để qua đình Bình Đông đó. Trời ơi, cái chỗ đó đẹp lắm. Nhưng mà trước khi mà tới điểm đó thì mình phải chạy từ từ theo như anh yêu cầu. Không có vấn đề gì đâu anh chị ha. Nhiều lúc anh chị cũng sót cho Sunny, nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Mình làm người khác vui, quan niệm của Sunny từ ngày xưa đến giờ là vậy, làm người khác vui mình cảm thấy vui. Mình cho, mình sẽ nhận được những nụ cười, nhận sự ủng hộ và nhận những lời cảm ơn chân thành thì vui lắm. Đối với bến Bình Đông thì buổi tối thì nhẹ nhàng, nó không có ăn nhậu giống như những cái quần khác.
ngày xưa thì để đi qua khu vực này thì cầu Trà Và, cầu sắt Xúp Chỉ ngay chỗ con đường Tảng Đà đó anh chị, rồi cầu Chữ U ngay chỗ con đường Phạm Phú Thứ, cầu Nhà Thương, đó những cây cầu đó thôi. Còn ở đây thì có những ngôi chợ trên con đường này, chợ Nguyễn Chí Nghĩa, chợ Vạn Nguyên, chợ Bình Đông và chợ Rạch Két. Chợ Bình Đông bây giờ cũ, bây giờ trở thành một cái công viên. Đi ngang qua một cây cầu ngang số 2. Giờ nó dời qua bên đây cầu anh chị, chợ Bình Đông đó. Thì ở đây thì có những cái quán nhậu bình dân thôi. Mẹ bên trái sáng đèn, đây khu vực phố Lầu luôn nè. Đó. Ý ở đây có một cái cầu sắt ngay đây nữa chứ, cầu Bình Tây, cầu Bình Tây đi qua nữa, đi qua chợ Nguyễn Chí Nghĩa đây, máy trái là anh chị, quẹo qua chợ Nguyễn Chí Nghĩa. Thì khi mà đọc lịch sử về vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn xưa và nay đó thì xin đi hãy nhận xét một điều, nơi đây thì trên bến dưới thuyền rất là nhộn nhịp, kho gạo, nhà máy xây sát lúa, rồi lông dịch, các thương thuyền ghé tấp vào đây nhộn nhịp lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái việc mà vận chuyển bằng đường thủy nó bị cạnh tranh bởi đường bộ. Thời gian đó anh chị, thời gian bây giờ đi về tỉnh đó chỉ cần gửi chành thôi, đi xe về sáng gửi chiều có. Nhưng mà ngày xưa cái sạch, đây là cầu số 1 nha anh chị ha, sạch không biết là chừng nào tới, mặc dù là cước phí thì nó rẻ thôi. Bên phải là dòng kênh Tàu Hủ, bên trái thì mình có cầu ngang số 1, cầu ngang số 2, cầu ngang số 3 để đi qua dòng kênh đôi, nơi đó thì có bến Nguyễn Duy. Buổi tối quá không biết là anh chị thấy những cái nhà kho cũ kỹ không, bên trái nè. Để cái việc mà vận chuyển hàng hóa thuận tiện giữa Cù Lao Phố và Chợ Lớn, thì chính vì vậy mới đào dòng kênh tẻ ngay chỗ con đường Trần Xuân Soạn và Tôn Thất Thuyết, dòng kênh tẻ để đi cho nó dễ dàng. Đó là một con kênh đào đó anh chị. Đây bức tường xưa cũ, nhà máy bột mì hiện tại. Bên kia là bến Lê Quang Liêm, ngày hôm nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Xa xa thì chúng ta thấy một cây cầu, đó là cầu ngang số 2. Đối với con đường này đó, cách đây khoảng 2 năm thì khi mà nước sông lên chiều cường đó, bây giờ từ ngữ bây giờ gọi là chiều cường, thì con đường này cũng bị ngập nha anh chị ha.
Nhưng mà dạo này thì đang làm một cái bờ đê, đặc biệt là bến Bể Cốc ngập te tưa, làm bờ đê rồi. Bây giờ bên đây cũng bớt ngập rồi anh chị. Đây cái kho gạo mé trái nè, cái chỗ con đường Phạm Phú Thứ, cái cầu sắt chữ U năm xưa. Đó, đây thì bán rau, bán trái cây, bán dưa hấu, bán rất là nhiều. Mé trái thì có những con đường ngoằn ngoèo trong một cái xóm, đi vào đó giống như mê cung, sau đó thì đi ra bến Nguyễn Duy. Đây cây cầu ngang số 2, hiện tại là đang làm một cái gì đây? Nhìn cái dãy nhà kho này cũng biết là nơi ngày xưa là sầm uất cỡ nào. Và đặc biệt khi mà vào đây thì ngày xưa đó, đa số là cộng đồng người Hoa họ sinh sống. Tại vì sinh đi ngay tới chợ Bình Đông đó, nhìn vào cái nhà người ta, nhìn cái cách bài trí bàn thờ đó gì. Đây cái chợ Bình Đông mới là mé bên tay trái đó anh chị. Và những cái chợ này giống như ở chợ quê lắm, nó có những cái sạp bằng gỗ giống chợ quê. Mà cái chợ này thì hiện tại là các má các dì đi chợ thôi, còn các em là đi mo, đi siêu thị, có máy lạnh. Đi chợ cũng là một cái nét văn hóa cũng rất là hay anh chị, được trả giá, được giao tiếp, được trò chuyện. Và chợ là một cái nơi nắm tin tức. Đây cầu ngang số 2, anh chị nhớ ngày xưa những cái cầu ngang số 1, số 2, số 3 đó là những cái cầu sắt. Bây giờ có cầu bê tông. Nếu mà trong khu vực này mà những cái dòng kênh không bị ô nhiễm, làm lại giống như kênh Nhiên Lộc Thị Nghè và không còn ngập nước nữa thì ở đây một cái vùng đất cũng đáng sống anh chị. Nó nhẹ nhàng lắm, nó không có xô bồ, nó giống như một cái ngõ cục mà. Chính vì cái ngõ cục thì nó nhẹ nhàng. Những cái câu chuyện ngày xưa mà các bác người lớn tuổi kể hoặc là các anh đã từng sống ở đây thì nói thì trong khu vực này thì rất là hoang vu. Hồi nhỏ thì nhảy bùm bùm xuống sông tắm, bây giờ bùm bùm xuống sông là lát về đờn gãi. Máy bên trái là chợ Bình Đông đó gì, chợ Bình Đông cũ bây giờ trở thành cái công viên. Xin đi cứ đi dài như tới đâu thì xin đi chia sẻ đó. Đây một cái phố lầu mà xin đi rất là thích. Phố lầu này bây giờ ít nhộn nhịp rồi, với nhà đều đóng cửa. Từ khi mà có dịch thì nó tình trạng nó xảy ra như thế chị. Chứ mà lúc là chưa có dịch đó, nhà mở ra ai cũng bán bánh mì, bán trái cây, bán sinh tố, cà phê. Nhưng mà bây giờ thì cái việc tiếp xúc thì cũng rất là nguy hiểm nên mọi người rất là nghi ngại. Máy trái là con đường Lương Văn Can để chúng ta ra bến đò. Bến đò bến Nguyễn Duy để chúng ta qua đình Bình Đông. Bến đò hiện tại cũng còn hoạt động anh chị, của gia đình người Ứng. Không biết thì ngày xưa như thế nào, nhưng mà Sunny nhìn cái cách nói chuyện và cái nét mặt của họ thì Sunny đón gia đình gốc Ứng. Ở đây có một cái ngôi chùa mà mỗi lần đi ngang thì anh chị cứ nhắc hoài, ngôi chùa của người Hoa. Mái trái nè,
nước sông đang lên anh chị. Đây cái ngôi chùa mé trái cũng đóng cửa rồi. Long Hoa Tự đó, cái bờ kè anh chị thấy rất là cao. Cái bờ kè bên trong bên kia còn cao nữa. Hiện tại họ đang làm, tại vì qua cái đợt chiều cường. Đây là ngôi trường học Ngô Gia Tự, một ngôi trường của anh chị ngày xưa cũng học, và trường đó cũng lâu rồi. 2 năm trước thì nó ngập quá, chịu không nổi. Đó, cái bờ kè ở đây còn thấp nè. Một lát anh chị sẽ thấy bờ kè nó cao khoảng 2 mét, dày khoảng 1 mét. Nhưng mà ở đây thì khoảng là 20cm thôi, cao khoảng nửa mét. Rồi, chúng ta chia tay với bến Bình Đông và chúng ta sẽ tới với lại bến Mỹ Cốc nha anh chị ha. Cũng xin cập nhật anh chị, đây là một cái vùng đỏ trong cái đợt dịch vừa qua. Những người lớn tuổi mất cũng rất là nhiều. Trong đó có kể cả những người quen của Sinh Y ở bến Mỹ Cốc. Rồi, đây ngã ba sông mà giao cắt bởi kênh tàu Hủ Lò Gốm và Mã Trường Giang, kênh Ruột Ngựa. Anh chị đón cái cầu này là tên gì hay không? Đây là cầu Vĩnh Mậu đó anh chị. Khi mà đi ngang qua cầu Vĩnh Mậu này, bên phải thì có một cái hàng cây điệp. Thì không biết ngày xưa như thế nào, hàng cây điệp đẹp lắm. Nó mát mẻ thanh bình, đặc biệt là lúc mà nước sông lên. Rồi ghe thuyền, những chiếc ghe bầu chở hàng chạy qua chạy lại. Nó nhìn rất là nên thơ, nhưng mà làm cái bờ bao, bờ kè, bờ đê đó, không biết dùng cái từ nào cho chính xác. Thì những cái hàng cây này bị đốn hạ. Anh chị thấy ở đây có một cái hiện tượng nước ngập. Nước ngập là do nước sông lên đó anh chị. Người ta chưa làm hoàn chỉnh. Xa xa thì anh chị thấy ánh đèn, mé bên tay trái là chùa Quan Âm, một ngôi chùa rất là nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì đã xây sửa lại rất là khang trang, tất nhiên là cũng chưa hoàn thành. Ngôi chùa đang làm cuốn chiếu, ngôi chùa này rất là linh thiêng anh chị. Cứ mỗi ngày rằm thì đông người tới viếng. Chạy một đoạn nữa mới tới chùa Quan Âm. Ngày xưa chùa Quan Âm thì giống như là một cái nhà lá, nhà tôn nhỏ thôi. Nhưng mà người ta đi cúng dường đó anh chị, xin được, xin bà được cái phước, rồi đi cúng dường, thế từ từ ngôi chùa xây rất là lớn. Đó, bờ đê công trình cũng đang làm, bên bến Phú Định bên kia cũng làm. Đây là cái ngôi chợ, qua cái ngôi chợ Vạn Nguyên tới cầu số 3 mới tới chùa Quan Âm, chợ Vạn Nguyên đây anh chị. Thì đối với cái chợ đôi khu bên này á, thì giống như là một cái chợ quê, đặc biệt là chợ Rạch Cát.
Khi mà đi vào khu Rạch Cát thì nó có chợ sáng và chợ chiều. Đây, cầu ngang số 3. Và chúng ta đang chạy trên bến Mẹ Cóc nha anh chị ha. Để mà chúng ta đi qua xóm đảo Phạm Thế Hiển thì nó có những chuyến phà như là bến phà Phú Định, đò ngang Rạch Cát, đò ngang Hội Đồng. Đó là những chiếc đò ngang hoặc chuyến phà. Ngày xưa mà để nối chợ Rạch Cát đến với con đường Phú Định đó thì cũng có một chuyến đò ngay chỗ đình Bà Hai, bây giờ trở thành một cái chùa, thì cái chuyến phà đó không, chuyến đò ngang đó không còn nữa anh chị. Người ta đi qua đi lại bởi cầu Nhà Thương thôi, cầu sắt. Những cây cầu sắt ở trong đây nhìn cái nét cũng rất là hay, nó còn sót lại vài cây cầu thôi. Cầu Hiệp Ân bến Nguyễn Duy nè, cầu Nhà Thương nè, đó chỉ có hai cây cầu sắt đó. Chuẩn bị không khí Giáng sinh, ở đây có nhà thờ nè anh chị. Thì đối với năm nay thì cái việc mà trang trí Giáng sinh thì cũng hơi trễ hơn so với mọi năm vì cái tình hình dịch đó, mà sợ tập trung đông người hơi trễ. Buổi tối ở đây thì nó tĩnh lặng lắm, nó không đông đúc giống như ở ngoài trung tâm, đây giống như vùng quê mà. Chưa làm hoàn thiện con đường nên ổ voi ổ gà rất là nhiều. Đây, khu vực trước mặt anh chị bên trái đó là chùa Quan Âm đó. Ở dưới trước là bán nước, giữ xe, bán thức ăn để phục vụ mọi người tới viếng bà. Chuẩn bị tới cầu Nhà Thương rồi anh chị. Nhà Thương từ xa xa bên phải anh chị thấy có những ánh đèn cao cao đó. Đó, cầu Nhà Thương đó. Sunny sẽ chạy thẳng luôn nha. Bên trái là chúng ta vào chợ chiều. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng ếch nhái quền quang hộp hộp. Bên phải thì đó là cái công trình làm cái bờ đê đó. Cầu Nhà Thương xin vẫy tay chào anh chị. Một lát thì Sunny sẽ
đi lên cầu Nhà Thương. Bây giờ xin đi cứ đi thẳng về chợ Rạch Cát. Mặc dù biết rằng coi như là đi vào trong cái khu vực chợ Rạch Cát thì nó thối ôm, nhưng mà Sunny cũng muốn gửi anh chị và các bạn, đặc biệt là một người anh yêu cầu, để giảm áp lực cuồng cầu Nhà Thương thì ở đây có một cây cầu sắt thứ hai, nó giống như là một chiều cầu sắt này á. Thì mé bên bến Phú Định đi qua cầu Nhà Thương là bên Rạch Cát chạy qua bến Phú Định. Bây giờ thì người nhập cư về đây sinh sống cũng rất là nhiều. Ngày xưa thì có những cái nhà mặt tiền này thôi anh chị, dọc cái dòng kênh. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên trong nhà không, nhà hẻm, nhà cửa rất là nhiều, và nơi đây thì vẫn còn tồn tại những căn nhà cổ cả trăm năm. Đây cái nhà trắng trắng của anh chị đó là võ xe Lê Văn Hậu năm xưa. Ôi tối quá, ok cứ ráng đi để anh chị hình dung nha. Anh chị yên tâm nha, ở đây thì không có vấn đề gì mà phức tạp đâu anh chị. Vẫn còn đèn đường mà, vẫn còn nhà dân người ta mở cửa. Đây chợ Rạch Cát. Chợ Rạch Cát chìm trong màn đêm. Bên trái nha anh chị ha, chợ Rạch Cát chìm trong màn đêm. Đây cái ngôi chợ Rạch Cát nè anh chị. Chợ Rạch Cát đó mà trái á. Chắc tối quá anh chị cũng không thấy rõ đâu. Mình rồng ra phía sau bến Nguyễn Duy. Có chuyến đò ngang Rạch Cát để đưa mọi người dân đi qua xóm đảo Phạm Thế Hiển. Chợ đó. Cái chợ này chỉ họp vào buổi sáng thôi anh chị. Buổi sáng thôi, còn bắt đầu là buổi trưa vắng rồi. Rồi người ta tập trung vào chợ chiều. Rồi đây là cái mới khu vực bến Nguyễn Duy. Nhìn thấy xe Honda máy bên phải đồng nghĩa là chuyến đò còn chạy anh chị, đưa người sang sông. Bây giờ Sunny sẽ đi thẳng con đường này rồi quẹo trái để chúng ta về cái khu vực con đường Rạch Cát lên cầu Nhà Thương. Lý do cầu Nhà Thương thì cũng rất là đơn giản. Ngày xưa ở đó có một cái nhà thương, nên người ta cứ gọi cái cầu theo một cái địa điểm, một cái ngành nghề hoặc là một cái cây gì đó, ở đó có nhà thương thì người ta gọi là cầu Nhà Thương. Nơi đây thì còn cầu sắt, đi qua nó cứ rầm rầm mà cũng thú vị, đi cái rầm rầm như thú vị. Đêm mịt mù tĩnh lặng, bến Bình Đông, bể cốc Rạch Cát, bến Nguyễn Duy. Và hy vọng rằng mọi chuyện bình an sẽ tới thôi. Chứ mà đại dịch thì người dân thì đã khổ rồi, kéo dài thì nó khổ lắm anh chị. Còn đường quẹo trái thì sao không thấy ta? Đằng kia.
Cái này Sunny đang chạy xe gắn máy tốc độ nó giống như xe đạp anh chị, chạy cứ từ từ. Thôi chạy từ từ thì anh chị nhìn ngó cho nó dễ dàng hơn, chạy nhanh quá nó lướt qua mau rồi chóng mặt lắm. Rồi con đường rạch cát. Con đường rạch cát này là của nhà của ông anh trèo bà con cô cậu đây. À, chị thấy không? Trèo mà có trèo bà con cô cậu. À, anh ấy đã sống ở đây rất là lâu rồi. Sinh ra và lớn lên ở đây. Gia tộc người ở đây luôn. Nhà anh ấy mấy mấy bên tay trái. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn, cũng rất là vui thực hiện cái clip này cho ông anh muốn quay nhìn lại bến Bình Đông Mệ Cốc Rạch Cát vào buổi tối tĩnh lặng. Và Sunny thật sự cảm thấy rất hạnh phúc thực hiện cái clip này, và không quên kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Cầu nhà thương cũng nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những các clip tiếp theo của Sunny Đòn. Rồi, bye bye anh chị nha.